Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô giáo và các học sinh thân mến, tôi xin thay mặt cho hội đồng khen thưởng kỷ luật của nhà trường đọc quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 9 2020, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nam Việt số 45 Quy Đơ NV quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020. Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt căn cứ giấy phép số 0306488666 ngày 11 tháng 4 2017 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Căn cứ điều lệ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020 của trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Nam Việt, xét đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt quyết định điều 1, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Nam Việt có danh sách đính kèm. Điều 2, các cá nhân đạt thành tích được Chủ tịch Tập đoàn tặng giấy khen, tiền thưởng và được ghi vào sổ khen thưởng của Tập đoàn. Điều 3, Hội đồng điều hành, Ban giám hiệu, Phòng hành chính quản trị, các bộ phận liên quan và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Trung Quốc đã ký. Và chúng ta cũng vừa nghe xong quyết định khen thưởng đối với các học sinh có điểm cao từ 40 điểm đến 50 điểm. Và quý thầy cô quan nhiệm cũng như quý thầy cô bộ môn đã luôn luôn sát cánh cùng với các em học sinh để chúng ta có đạt được một cái tỷ lệ 100% trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua. Và sau đây, MC chương trình sẽ tiến hành đọc tên theo thứ tự để chúng ta sẽ khen thưởng các em học sinh và quý thầy cô giáo.